S2.vn hân hạnh đồng hành cùng trận đấu này. S2.vn máy chủ mới trí tôn Open Beta 16 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2021. S2.vn MOBA Online cổ xưa phiên bản Season 2 đặc biệt, tối đa cánh cấp 2, không ai tầm mới, giới hạn reset 1 ngày 3 lần, free gift code dành cho các tân thủ. Anh em hãy đăng ký tài khoản tham gia chơi và PK cùng các game thủ VLUB BB tại S2.vn nhé. S2.vn quý tộc hoàng gia. Rồi, làm trận nữa nào. Làm trận nữa. Đúng rồi, em thấy trận nó chỉ đổ chiều tích tắc thôi. Đang cân trần chặt. Thậm chí Gunny quả đấy tương cũng đông cung hơn cả Bi đấy. Và sau cái turn mà Bi bắt được quân, Bi chết 5 dân. Nhưng bắt được turn phải tầm 10 cung R nhỉ. Phải tầm 10 cung R của Gunny đấy. Sau đó ốp ngược lại phát chết luôn. Rồi, sẽ bài vở nào xuất hiện được không nào? Xin bài vở ngon ngon một chút nào. Đây là BB. Nhìn cái thế nó lửu tiểu nhỉ. Cái thế này nó hơi lửu tiểu. Quả trên này, quả xa thế. Bãi quả xa nhưng may BB là người giò cũng chuẩn. Ôi, ông giò đỏ đấy. Ờ, giò mày giò đỏ. Bài quả mà hơn 2 bóng nhà chị. Hai bóng nhà chị. Còn đây là Càng Quýt anh em ơi. Mình sẽ một chút dần thôi. Đây là Càng Quýt. Tiếp tục đánh bài tàu của Càng Quýt. Ở này anh câu bao chuẩn rồi, không bị chết dân. Bóc 3 giờ của Càng Quýt. Xem mà chém một chút. Có vũ em, qua đấy qua đầu đấy, qua đầu đấy. Qua đấy lấy cây, 6 cây rồi. Đây anh em, chưa quá có quả đâu. Có khi thỉnh thoảng có gặp bãi quả nào hãm vậy. Xem bây giờ quanh quanh có không, không thấy quả đầu. Đấy quả phụ này, đây quả phụ này. Quay trở lại Càng Quýt thôi, đây quả đầu Càng Quýt. Cái lỗ một hiệu nhờ. Đã hai con về rồi, còn lại sẽ ăn tại S để chơi thủ Càng Quýt. Một bãi quả phụ nữa là ngon. Đó Quýt tính ra hôm nay cũng toàn gặp cái bài mà có hai voi. EIG anh quay tàu được anh thu trang nhá. Nếu anh cầu chuẩn, cầu nhanh thì không chậm dần đâu. Cũng làm chậm vài giây thôi. Nhưng mà đấy là, nói chung là khuyên anh em không nên ham dụng. Nếu anh em không phải là người có tao tay tốt thì cần anh em cầu lệch con voi một chút thôi, cầu chậm. Đừng ơ, chết dân. Cầu chậm rồi không chuẩn. Đổ từ không chuẩn thì áo thu sẽ chậm một dân. Để cho người không có tăng tay tốt. AC và IA. Nói chung là 4 loại quân đánh bài tàu đường. Đó chính là Seng, Per, AC và Yamato. Seng, Per thì nó dễ chuẩn hơn. IA thì còn thao tác một chút. Có thêm hiệu và có thêm voi, được đấy. Vài được rồi, 3 voi 2 hiệu. Thì nó có quả nữa, có thêm một voi nữa ngon. Ô, có hàng, có hàng. À đâu không, không phải. Nhầm. Có nghĩa nó chạy ngược hướng. Chạy đâu rồi? Mặt này mặt nhà Bi mà. Nó còn voi ngáo à? Chưa. Rồi, con voi nó bị ngáo anh em ạ. Con voi nó bị ngáo đá. Thường thường thì nó chạy ngược hướng, chạy phía nhà đội bạn. Ở đây nó chạy đâm vào góc. Rồi, phi con voi. Làm tôi giật mình, bảo là làm sao lại kẹp xăm được. Map fix rồi, sao kẹp xăm được. Ở nhà ở giữa vớ vẩn. Đã con voi nó bị ngáo, nó chạy với sát mép cạnh bầy hiệu.
26 dần rồi càng quyết kích đời ổn đâu, ổn, thế là BB, 26 dần, hắn đã quả phụ. Nó cứ lửng lưỡng nó đi, mình vẫn xe trở lại giữa hai nhà, hai ông này có một nhà ông nào đó nữa. Hai quả phụ này, đi hai quả phụ đấy. Bài đi thì dừng rú ổn em nhá, dừng rú ổn. Hai quả phụ. Rồi, Quyên là người dâng đúng cánh rồi 12 giờ. Khi mình cowboy còn nó còn chạy sang hút chết dân của đồng đội. Đến đâu một còn bị hiêu cắn mất máu dân thì mà anh em bảo. Để chế chỉ khoảng con tuần nó lên nhá. Có cái lệnh gì lệnh gai ai thì đấy, cái lệnh mà hiêu voi nó hút dân với hút nhà đấy, bảo vệ dân đấy, cái trò đấy hay phết. Để trước em chơi một lần, đôi khi là những trận đấu mà nó bị nghĩ ra nó bị hỏng ra cái lỗ bung đấy đâu. Ơ, không có 12 giờ à? Có lỗi không nhỉ? Phải sát nhà mình đấy. Thế chấm 16 nhà mình rồi đấy. Lỗi có lỗi. Ô 1 này. Đừng bỏ Hồng Anh ngay sát mét chấm đen nhá. Thế là ở cũng... Đây Hồng Anh chọc quýt rồi này. Ở hai chém thả ngược lại cái chỗ chấm đen đi xem có phải Hồng Anh hay sát nhà mình không. Có bài hiêu cam quýt. Ăn được dân của Anh đi. Thế ở nhà nhá, bị chọc kìa. Ở chết 4 dân rồi. À không bò được. Ờ hai Gaia đấy. Cũng ở Gaia. Ô con voi này. Ở ăn được cũng 3 dân của thủ quán đi. Hơi nhờ, vì đang bị mất nhiều dân bởi Hồng Anh. Đội rồi, nhà rồi. Hồng Anh chỉ có sát mình thôi, chém đến nhanh lắm. Nhà sát này không thể mà 3 nhà thẳng hàng 6 giờ đến 9 giờ được. Đây rồi, đây thì Hồng Anh không chơi. Hồng Anh chẳng này đâu. Đi đang đẩy tê lên nhà của Gandhi. Quyết thì đang yếu hơn Hồng Anh nhá. Ô đây anh em ạ, đây map dị thật. Ô nhà ông Gandhi 9 rồi, nhà Hồng Anh 8 rưỡi này. Ô Quyết chết lại 12 giờ không có. Vậy là 8 rưỡi tới từ game thủ Hồng Anh. 8 rưỡi 8 giờ dị thật. Ba nhà thẳng hàng một tên thôi, đi 6 giờ, ăn đi 9 giờ và Hồng Anh ở 8 giờ 8 rưỡi. Một mình không biết một phương trời. Không biết map đâu. 25 cho càng khuyết đây, vẫn là giữ được dân. Có ăn mà gì đó thì đi vào bài đấu ép quân. Bài đầu lên 8 dân của Hồng Anh nhau. Quyết chịu ăn được tầm 3 dân của Gandhi, chưa khiến Gandhi yếu đi được nhá. Mình nhớ như vậy thì được tốt đấy. Đây là sao bắn lướt Hồng Anh, thì thế trận nó sẽ cần. Không hiểu map rằng nó hơi ba nhà thằng tắp này của mình không quýt một chỗ đâu. Quýt thằng nhà của Bi để ăn vàng đấy thì đấy đang khỏe đây, nhà cũng rộng đẹp rồi. 5A của Bi nhà thấy được Bi hơi khó đấy. Hơi khó đi, có người khó ta đồ bài ốp mình khó đấy. Có đi phết đi nhá Bi nhá, đi vòng. Dành cho nguyên thủ BB đầu tham là rất đều. Cùng giờ chắc có hai
Đây đây, vào xúc luôn, vào xúc luôn. Vào xúc luôn. Bài đấu ngăn như CBA kiểu chống chém. CBA kiểu chống chém sẽ rất khó để chống cùng bài này anh em nhá. Nhà mình Bi ơi, nhà mình Hồng Anh đang đến đấy. Trời ơi, đông thế. Đông nha, chưa giáp đâu. Giáp hai nha anh. Cẩn trương. Máy số của Hoàng Tôn rất bất ngờ. Thấy trận màu 6 lừng lưỡng đi vào. Hơi hoảng rồi. Phải giữ. Giáp hai lên nhanh thôi. Chưa chết nhiều dân được nhá. Chạy gỗ một chút đấy. Chưa chết nhiều dân đâu. Giữ dân nhá, đại gỗ chết nhá. Không phải được. 6-3. Sẽ không phải cả 10 dân của mình. Quyết nhờ mình là những trẻ là móc máy cho mình không thở được. Gani không nhiều này, cố gắng đỡ đi nhá, Gani không nhiều đâu. Rồi còn cần chục dân, quan trọng thì cái lực của Bi ảnh hưởng khá nhiều. Thì bài này cũng còn một phần gỗ. Cả thứ đang là 3-3. Cả thứ đang là mở ra rồi. Với thế nhà Gani vừa tiếp không thể vào được, được tiếp được quản Hồng Anh thôi. Với được quản Hồng Anh lại tí không biết đời. Có anh tí không, tí cố lại nhà xong rồi. 6-3. Nói chung thì cũng không mất quá nhiều. Cổng mặt này Huy Thốn chạy luôn khoanh dụng một vận chính khi đang bay. Và nhuộm phụ cũng đã bị mất rồi. Đấu lại luôn nào. Huy Thốn đi vòng để bắt quân Hồng Anh. Thiêu là khá nhiều chém. Hồng Anh còn cơ sở như nào không? Rồi Hồng Anh đi quả hồn hết đấy. Đông Bi ơi, đông. Tao gắn đi lùi á. Lui đi thôi, mình đã qua lên. Đây lại. Để cho nó lọt ra nhá. Đây. Cùng đường dốc này, tập trung nào. Giáp 2 có rồi. Rồi chơi luôn, quýt kìa, khém sau kìa. Khém sau trước kìa. Rồi vào góc, thì gỗ đang hơi yếu nhá. Quýt có thử gỗ không? Không thử làm, quýt lắm thực nhá. Thì vẫn đang ổn về thực. Thì chỉ hơi thiếu gỗ một chút thôi. 6 dành cho anh Quý đi. Quý đã được nhiều voi này. Quý ơi, kích chém 4 không Quý ơi? Chém 4 không hay là thừa tục ăn tí vàng? Hình như là kích chém 4. Đại thực khỏe quá. Không, nếu không kích chém 4 thì bơm cho anh Quý được. Lọt thì ra đi luôn, thở ra và đi luôn top lại. Có may hiếu hơn Quý rồi đấy. Quán thiếu là quá nhiều chém rồi. Quý đã nhiều đồ và Quý một lát nữa. Một lát nữa có chém 4 thì cũng sẽ khỏe. Rồi bó khí lại tránh tường đấu của Hồng Anh vào khiến chúng ta mất tay. Có cánh rừng già to trong nhà ở đây. Con này thủ và con này tốt hết tất cả của Hồng Anh đi. 4-6 càng Quýt là chuẩn rồi. Chém 4 đã được xong, đấu máu nữa luôn đi. Lực của Quýt kìa. Quýt mua được cái tân voi lực kinh thật. BC và đấu máu luôn. Rồi BC đấu máu luôn thì càng Quýt. Được đấy. Thế mình đang dễ chơi hơn em nhá. Gani to, Gani không dám đẩy đâu. Một là đường đi khó, hai là Hồng Anh đã yếu rồi, Gani không dám đẩy đâu. Đây, dân Hồng Anh này. Đi luôn, còn nếu mà có tay thì luôn luôn đi quân ra thì bỏ lại. Tránh Hồng Anh là người sổ vào. Không vội nhá, lùi nhá. Đi muốn điều luôn à. Điều này luôn, Quýt đến chưa? Quýt đang sổ thẳng vào nhà của game thủ Gani. Đây, chém 4 thôi. Ai xem Quýt tí anh em nhá. Úi ơi, chém 4 kìa, đầu máu đang lên. Chết là một mả dân dành cho game thủ Gani. Tham 46 của con Yamato ấy, nó phải vã chết cái tham 70 của con AC. Vào đây, vào đây. Ủa Gani kia không chạy dân à? Không chạy dân dành cho game thủ Gani. Tỷ số là 5-3. Kèo đấu ta sẽ dừng lại ở đây. Xong rồi, Gani không còn lực để ra quân nữa rồi. Mải mê đấu quân với BB. Chết hết sạch cơ sở tới từ Gani rồi. Vẫn là chết công cửa dãy dành cho đến từ Gani. Ui, ruộng nhiều thế. Lắm dần đào vàng luôn này. Đào vàng luôn dành cho đến từ Gani. Bì dí thêm đi ơi, dí thêm đi.
Quýt vẫn là 40 đây. Đấu máu đã lên xong, 172 máu. Đấy, bảo ăn được đống voi anh em, được 3-4 con voi đấy. Làm cái công 4 cái đầu máu 3L luôn. Cái này cho nó vào. Bảy mươi dành cho Bi. Đang cố gắng hay là cũng muốn rồi đấy. Chắc là mới đào vàng đấy chứ. Ông anh đổ lại chém kìa. 75. Bạn đang cố ấy thì cũng chưa nghĩ là bạn đi kích 4 rồi đâu. Nhìn qua mới đào vàng thôi, chưa tới sao tham. 75. Bạn Hồng Anh làm gì đấy? Thiêu à? Thiêu thì cho Hồng Anh thiêu đi ơi, cho Hồng Anh thiêu. Thiêu nó hết quân đấy. Ờ, thiêu à? Quýt này, quýt là 38 này. Lại vào vã luôn Gani. Bài đấu Gani là rất kinh khủng, siêu nhiều ruộng. Bùng nhà chính ra là nhoe nhoét. Một trận đấu mà trên tầm 30 dân trước những con chém càng quýt thì bang đấu vẫn đang đều này. Không ăn gỗ à? Gỗ 12 giờ đấy. Đây là gỗ trên này. Có bị dồn lên thêm không? Đây rồi nó bắn chết luôn đi. Bạn vẫn đang hơi chảy cố trận này. Hơi chảy cố, tôi đánh giá là như vậy. Có lẽ là chung kết thôi. Có lẽ là chung kết hơi chảy cố. Tham to không còn gì đâu nhé. Tham to làm gì có cửa đỡ. Bé bé anh nhá, bé anh nhá. Bạn đi quan trọng, bạn đi yếu lực lắm rồi. Không còn lực mà ra đều quân đâu. Bi vẫn đang chắc nhà đây. Quýt thì vẫn đang quá đông chém. Ông May đang cố gắng để bắt được quân chi viện tới từ game thủ UV. Dãy rồi. Gandhi đang dãy. Rồi lùi lại cho này đi. Quýt là 4-4. Là quá to của con nhà Mato. Đốt A luôn à. Đây. Ôi. Đấy. Làm gì có cửa anh em. Làm gì có cửa dãy. Một phát là tham nó bốc lại luôn thôi. 5-3 là tỷ số cuối cùng của kèo AC và anh em và tôi. Chúng cuộc ta thắng 5-2 ở thể loại Andom và 5-3 thể loại AC và IA. Và kèo nghỉ anh em nhé. Cảm ơn tất cả anh em quan tâm theo dõi, ủng hộ cho game thủ UB cũng như là Cam Quýt trong cả đấu buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta giành chiến thắng 2-0 về thể loại trước bộ đôi Hồng Anh và Gani. Xin chào, hẹn lại anh em vào những cái đấu ngày mai. Chúc tất cả anh em ngủ ngon anh em nhé. Mệt quá. Ad 2